không? Quay lại với nhà bạn khóa thứ ba, à thứ ba, và kế sau đây là cuộc thi The Voice của câu lạc bộ Hà Nam. Trong cuộc thi này vòng đấu đã chia thành loại với ba ban giám khảo đúng một ba là chị đây Hà Hồ Điểm là Nguyễn là Nguyễn Hồ Hồ Lam Hồ Lam và người kế bên tay phải của mình là các bạn đây, vâng, đó là vị với chỉ có thể là anh mà thôi, vâng, chuẩn men rồi. Chính là vòng giấu mặt, vòng đôi mặt, vòng vỡ mặt. Và không thể để quý vị chờ lâu quá, quý vị bắt đầu. Bé mặt dài. Quảng cáo. Chúng ta có chương trình 6 phút nữa. Quảng cáo. Bắt đầu. Quảng cáo. Này nhưng mà quý vị ơi. Giới thiệu quảng cáo đi. Dê Suna, tước chị Đông Bách hàng đầu Việt Nam. Dê Suna. Ống kính nhá. Đứng lên mà các bạn ống kính. Giấu mặt đối với huấn luyện viên thôi. Giấu mặt chị đây. Các bạn đây chính là ứng cử viên của chúng ta. Vâng, chỉ có thể là chị. Vào đi em ơi. Đừng ra gần em ơi. Em ơi. Vào đi cô. Cổ động viên. Bắt đầu. Cười vị, tháo vào đi, anh có nhạc vị. Nó bắt bông cả. Chấm biểu diễn nhá, sẵn sàng đâu. Anh Hòa ơi, không thật. Đề nghị đàm hòa không diễn, không chắc ô lam rồi này. Chết tu. Hà Lam. MC là vua pha rối. Nhìn huấn luyện viên buồn cười. Cho nên tự kỷ. Huấn luyện viên úp mặt vào tường. Thật đẹp ta đi trên đường. Thân em à? Bồi rối cứ quay lại nhìn nhau. Nói không bén lời. Tình yêu thật khó nói ra. Đề nghị các của huấn luyện viên thẳng lưng nhá. Hiện tại cũng chưa có ai quay lại về. Để anh thấy nét dịu dàng hồn nhiên khi em vẫn mãi luôn. Để anh thấy em ngại ngùng. Cậu và anh sẽ không xa cách nhau. Từ đầu vào vai anh nhẹ nhàng trong vòng tay ấm áp. Huấn luyện viên bấm nhanh lên. Từ như em đã thấy chính xác trái tim mong sao tiếng yêu.
đầu tiên của anh. Xin khi hỏi tiếng bài anh thất vọng vì số đo của ca sĩ mà đó không phải là vấn đề cảm giác người mà anh quay phải không phải ca sĩ lắm bác với em suy giọng ca chỉ là đề nghị thí sinh ngẩng mặt. Lò Lam, không phải Lò Lam đâu. Hồ Lam, Hồ Lam. Ôi, bố xinh quá. Vâng, chẳng chụp được một chị ăn nữ sinh. Dưỡng tà bón, dưỡng cơ tà bón của đội. Chỉ ở tà hồn kinh này. Và thưa các bạn và quý vị, sau khi nghe ca sĩ Vân Anh thể hiện xong, và có thể trong tương lai khi xa sau khi này có lẽ là có một chút nhiều chút mới được cả bón. Nếu mà tả không thể đến với máy cắt cắt chuyên môn vẫn đang ngủ tại sao là em là em quay chậm hơn bên Hòa là bởi vì em muốn thể hiện hết các ca khúc thể hiện hết một ca khúc từ ban đầu thì thấy lại chém rất là hay. Câu này có hơi hụt hẫng một chút là vì chị hát theo nhạc và có lời của ca sĩ kia cùng thể hiện. Thế nhưng mà sau một hồi thì thấy hai giọng ca này cũng 1:9, 1:10. Thế là em có quyết định quay lại gần hết bài hát. Chị hay về đồn của em. Đến vào đây hả? Gì để nhau? Dành cho anh. Em cũng nhận là thích cái chất giọng của chị, đặc biệt là lúc chị lên giọng và xuống giọng. Nguy hiểm. Lại gió. Hay về đội với em. Chị là thí sinh đầu tiên dự thi. Bây giờ quyết định là chị. Em xin quyết định. Kiểu thế. Kiểu là vậy thế mà. Được nhá. Nhớ tên giám khảo đấy. Đàng Hoàng. Hỏi đúng không ạ? Anh có thất vọng với số đo bao bằng một chị không ạ? Chả liên quan. Các bạn kia vẫn phải thi nhé. Em nhìn thấy em cũng xinh mà không thể phục em được.